Ngày 6 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2024, cử tri thành phố đã phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Hội đồng Nhân dân về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang vỉa hè, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đang bị xuống cấp, đề nghị chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp tạo giải mỹ quan đô thị, tình trạng bán thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng và đề nghị biện pháp xử lý. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp và đại diện chính quyền địa phương đã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri đặt ra sẽ phản ánh đến các ngành liên quan xem xét giải quyết thỏa đáng và trả lời bằng văn bản tại cuộc tiếp xúc cử tri gần nhất.